Giáo sư, anh hùng lao động Vũ Khiêu qua đời. Giáo sư, anh hùng lao động Vũ Khiêu qua đời tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, hưởng thọ 105 tuổi. Theo thông tin từ người thân của gia đình giáo sư Vũ Khiêu xác nhận, giáo sư, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Vũ Khiêu đã qua đời vào lúc 12 giờ 37 phút ngày 30 tháng 9 tại Bệnh viện Hữu nghị, hưởng thọ 105 tuổi. Hiện chưa có thông tin chính thức về tang lễ của cố giáo sư Vũ Khiêu. Giáo sư, anh hùng lao động Vũ Khiêu sinh ngày 19 tháng 9 năm 1916 tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, một vùng đất có bề dày truyền thống văn hiến và cách mạng. Giáo sư cũng là người xây dựng, tổ chức bộ phận Mỹ học đầu tiên ở Việt Nam, là viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học, đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học Việt Nam, là người có kiến thức sâu rộng, uyên thâm. Giáo sư Vũ Khiêu đã viết hàng trăm tác phẩm, công trình khoa học lớn về chủ nghĩa Mác, Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhiều lĩnh vực khác như triết học, đạo đức học, văn hóa, văn học, nghệ thuật, xã hội, tiêu biểu là công trình khoa học bàn về văn hiến Việt Nam có giá trị lớn, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam. Ông còn nổi tiếng là người làm phú và câu đối, như Văn Tế Lương Dân Chết Đói, 1945, Phù Đồng Thiên Vương Phú, Văn Tế Dỗ Tổ Hùng Vương, Bài Phú Kỷ Niệm 1000 Năm Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra, giáo sư Vũ Khiêu còn viết rất nhiều câu đối, văn bia trên nhiều di tích lịch sử cả nước như Cố Đô Hoa Lư, Văn Miếu Đồng Nai, Ngã Ba Đồng Lộc, vinh danh những đóng góp của giáo sư đối với đất nước. Đảng và nhà nước đã trao tặng giáo sư Vũ Khiêu nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu năm 1996, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2000, Huân chương độc lập hạng nhất, Công dân ưu tú thủ đô trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.